Mến chào tất cả quý vị đến với kênh Thầy Thắng Công Chức. Xin mời quý vị cùng chương trình khám phá nội dung sau đây. Quý vị thân mến, hẳn là không ít quý vị cảm thấy mệt mỏi mỗi khi đến những dịp nghỉ lễ, sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài lại rơi vào tình cảnh quá tải trầm trọng, cả bên trong lẫn bên ngoài. Hàng ngàn người từ khắp nơi un đổ về, từ kẻ đón đến người về, từ trong và ngoài nước. Đặc biệt là những ngày cận Tết, sân bay từng đón hơn 1.100 chuyến bay, trong đó không ít chuyến bị chậm trễ, khiến nhiều hành khách phải ngồi la liệt, bực bội và vật vã chờ đợi để được check-in lên máy bay. Ngành đường sắt và vận tải hành khách cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi phải trao thua trước cảnh nhiều nhà ga bến xe chật ních người xếp hàng mua vé, đợi lên xe, lên tàu. Tại những nút giao thông cửa ngõ thì cũng gặp tình trạng kẹt xe kéo dài, un tắc nghiêm trọng, khiến nhiều người phải ngán ngẩm. Giữa áp lực vận tải khủng khiếp như vậy, việc xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam trở thành một dự án cực kỳ cấp bách. Dự án này không chỉ là giải pháp cho tình trạng ách tắc giao thông trong dịp lễ Tết, mà nó còn là cơ hội để Việt Nam chuyển mình, nâng cao bộ mặt kinh tế xã hội của cả nước trong tương lai. Vậy, Việt Nam sẽ thay đổi ra sao nếu tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam hoàn thành? Nếu quý vị khán giả có chung thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trước khi chúng ta bắt đầu video hôm nay, quý vị hãy chuẩn bị một tách trà, nhâm nhi tách trà đó và theo dõi hết video cùng đội ngũ chương trình nhé! Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé! Cảm ơn quý vị! Xin mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung. Từ những kế hoạch đầu tiên đến dự án đáng mong đợi, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến tại Hội nghị Trung ương 10 vừa qua. Điều này mở ra một tương lai mà người dân có thể dễ dàng di chuyển từ các tỉnh thành chỉ với từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Người dân sẽ không còn sợ tình trạng phải ngồi ê mông trên các chuyến xe khách hay những thủ tục loằng ngoằng tại sân bay nữa. Thế nhưng để tới quyết định đầu tư, dự án này đã phải chờ đợi mòn mỏi trong suốt 18 năm mới có thể được triển khai. Kể từ năm 2006, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đạt được một bước ngoặt quan trọng khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố cam kết tài trợ cho 3 dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn ở Việt Nam, trong đó có dự án tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông của Việt Nam, mở ra một tầm nhìn mới cho sự phát triển kinh tế của quốc gia. Theo các thỏa thuận ban đầu, kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam dự kiến sẽ được khởi động vào năm 2010 và hoàn thành vào năm 2020, với tổng mức đầu tư lên tới 33 tỷ đô. Tuyến đường sắt này sẽ kéo dài 1.630 km, nối liền hai đầu đất nước từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh và được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống của mạng lưới giao thông hiện đại của Việt Nam. Mô hình dự kiến này được thiết kế dựa trên công nghệ của Nhật Bản, với các nhà ga cách nhau từ 30 đến 35 km, tổng cộng lên tới 51 ga dọc tuyến đường. Khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt cao tốc này sẽ hoạt động với từ 50 tới 90 chuyến tàu mỗi ngày, giúp kết nối các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, mặc dù những dự án như vậy đã được chính phủ và người dân Việt Nam kỳ vọng, nhưng việc triển khai lại không hề đơn giản. Từ năm 2007 đến năm 2010, đã có hai đề xuất cho dự án này được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đưa ra. Đầu tiên là phương án đề xuất xây dựng đường đôi với khổ 1.435mm để chạy tàu khách, với tốc độ thiết kế lên tới 350km/h. Thế nhưng vấn đề này nảy sinh là hạ tầng đường sắt của Việt Nam lúc bấy giờ vốn được xây dựng từ thời Pháp thuộc đã chịu nhiều tổn thất từ chiến tranh. Và dù đã được nâng cấp nhiều lần nhưng vẫn còn khá lạc hậu. Toàn bộ hệ thống là đường đơn với khổ 1.000mm, điều hành phức tạp và thường gặp tình trạng quá tải vào các dịp lễ Tết. Việc chuyển đổi từ đường đơn sang đường đôi đòi hỏi sự đầu tư khổng lồ về cơ sở hạ tầng, công nghệ và đào tạo nhân lực. Vì vậy, phương án này không khả thi nhưng vẫn được Bộ Giao thông Vận tải bảo lưu. Đến lần thứ hai, diễn ra từ giai đoạn 2008 đến 2009, với đơn vị lập là Liên danh Tư vấn Việt Nam-Nhật Bản, chủ đầu tư vẫn là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Bản báo cáo này được xác định đầu tư cả tuyến đường sắt cao tốc từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh với chi phí là 55,8 tỷ đô. Đây là số tiền đã tính hết các chênh lệch về giá vật liệu và nhân công. Tuy nhiên đây là một mức đầu tư rất lớn, với chi phí cho mỗi km đường tàu dao động từ 35 triệu đến 38 triệu đô.
tương đương với chi phí cao nhất có thể đạt tới là 62,3 tỷ đô la. Điều này sẽ khiến thời gian đầu tư bị kéo dài và mất rất nhiều năm để thu hồi vốn. Bên cạnh đó, số tiền đầu tư này có thể kéo theo gánh nặng nợ công trong bối cảnh đất nước vẫn còn nhiều dự án khác cần ưu tiên. Dù vậy, vào tháng 3 năm 2010, đề xuất trên vẫn vượt qua được vòng phê duyệt của Hội đồng Thẩm định Nhà nước và sau đó được Bộ Chính trị tán thành. Vậy nếu được lựa chọn, quý vị sẽ di chuyển bằng tàu cao tốc để tiết kiệm thời gian hay vẫn chọn các phương tiện truyền thống vì lo ngại về chi phí? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Tuy nhiên, khi dự án được trình bày ra trước Quốc hội vào tháng 5 năm 2010, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra về tính hợp lý và tính khả thi của nó. Quốc hội đã phải xem xét không chỉ về mặt tài chính mà còn về các yếu tố xã hội và kinh tế dài hạn của đất nước. Tuy nhiên, lúc này dự án vẫn được đánh giá là còn sơ sài và chưa giải quyết được vấn đề vốn đầu tư cũng như chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam. Vậy là trong số 439 đại biểu Quốc hội có mặt, chỉ có 185 đại biểu tán thành, 208 đại biểu không tán thành và 34 đại biểu không biểu quyết. Số phiếu tán thành là dưới 50%. Quốc hội cuối cùng đã không thông qua dự án và kết quả là siêu dự án này rơi vào tình trạng bỏ ngỏ, cần tiếp tục nghiên cứu thêm. Sau cái lắc đầu đó, trong suốt giai đoạn 2011 đến 2019, dự án được tiếp tục nghiên cứu. Cuối cùng sau nhiều lần nghiên cứu, cơ quan này đã đưa ra phương án đường sắt tốc độ cao chạy 350 km/h và chỉ để chở khách. Tuy nhiên, khi đưa ra phương án này trình lên chính phủ vào đầu năm 2019, phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại đưa ra nhiều góp ý phản biện cho rằng đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam với tốc độ 250 km/h chạy kết hợp cả tàu khách và tàu hàng, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư, vừa phù hợp với điều kiện đất nước, đồng thời đạt hiệu quả khai thác cao hơn phương án chạy 350 km/h và chỉ để chở khách. Kể từ đó, những cuộc tranh luận này nảy lửa giữa các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học và người dân về tốc độ tàu chạy chỉ để chở khách hay chở cả hàng đã gây xôn xao trên mạng một thời gian dài. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng thêm kịch bản thứ 3 là tuyến đường sắt tốc độ thiết kế 350 km/h, khai thác tàu chở khách nhưng có thể dự phòng cho chở hàng khi có nhu cầu. Lý giải cho việc chọn phương án này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết tốc độ tàu chạy 350 km/h phù hợp với các tuyến đường dài từ 800 km trở lên, tập trung nhiều đô thị có mật độ dân số cao như hành lang Bắc Nam của nước ta. Ngoài ra, trên chặng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ 350 km/h có khả năng thu hút khách cao hơn khoảng 12,5% so với tốc độ chỉ 250 km/h. Chi phí đầu tư tốc độ 350 km/h cao hơn tốc độ 250 km/h khoảng từ 8 đến 9%. Tuy nhiên, nếu đầu tư với tốc độ 250 km/h thì việc nâng cấp lên tốc độ 350 km/h sẽ là khó khả thi và không hiệu quả. Khi dự án chuyển sang kịch bản mới với tốc độ 350 km/h, chi phí đầu tư được ước tính lên tới 67 tỷ đô la. Đến đây, bài toán kinh tế lại được đặt ra, tiền đâu để đầu tư? Việt Nam có thể tìm kiếm nguồn vốn từ bên ngoài với các đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, việc vay vốn từ bên ngoài có thể đi kèm với các điều kiện khắt khe và những bài học đau đớn từ các dự án trước đó. Sau những tính toán, Việt Nam sẽ tập trung vào việc vay từ các ngân hàng quốc tế và các nguồn vốn ODA đáng tin cậy, đồng thời hạn chế hết mức có thể nguồn vốn từ Trung Quốc để xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam. Vậy quý vị có mong chờ một tương lai được trải nghiệm bữa sáng ở Hà Nội, bữa trưa tại Thành phố Hồ Chí Minh? Và quý vị có tin rằng giấc mơ này sẽ sớm thành hiện thực với dự án đường sắt cao tốc không? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Đường sắt cao tốc Bắc Nam đang được kỳ vọng là một trong những dự án cơ sở hạ tầng đột phá và đầy hứa hẹn cho Việt Nam trong thời hiện đại. Không đơn thuần chỉ là một tuyến giao thông kết nối các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, dự án này còn mang trong mình sứ mệnh lớn lao là động lực thúc đẩy nền kinh tế quốc gia. Hãy nhìn sang Trung Quốc, quốc gia có tuyến đường sắt dài nhất và có tốc độ vận hành nhanh nhất thế giới với 46.000 km. Tuyến đường sắt này có mạng lưới bao phủ rất đáng kể, bao phủ 75% các thành phố có dân số hơn 500.000 người trên khắp Trung Quốc. Mạng lưới này đóng một vai trò không nhỏ cho sự phát triển của toàn nền kinh tế Trung Quốc.
Nhờ có mạng lưới đường sắt này, người dân đã rút ngắn đáng kể không gian với thời gian di chuyển giữa các tỉnh thành. Thời gian di chuyển giữa Bắc Kinh và Thượng Hải được rút ngắn xuống còn 4 tiếng 18 phút. Chỉ bằng khoảng 1/3 thời gian so với 12 tiếng di chuyển bằng xe lửa trước kia. Với việc rút ngắn thời gian di chuyển, người dân đã có nhiều cơ hội việc làm hơn khi có thể sống ở thành phố này và đi làm ở thành phố khác dễ dàng. Bên cạnh đó, đường sắt cao tốc cũng tăng cường trao đổi kinh tế giữa các khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn. Ngoài ra, nhiều đô thị được quy hoạch xung quanh các ga đường sắt cao tốc, khiến giá trị bất động sản ở những nơi này tăng khoảng 10,3%. Mạng lưới đường sắt của Trung Quốc còn giúp ngành công nghiệp sản xuất phát triển, tạo động lực mới cho nền kinh tế nước này. Một ví dụ điển hình là tuyến đường sắt cao tốc Quý Châu-Quảng Châu, hoàn thành vào năm 2014. GDP của tỉnh Quý Châu đã tăng lên vô cùng đáng kể trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2019. Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của tỉnh đạt trung bình trên 10%, cao hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước. Hiện tại ở Việt Nam, hành lang Bắc Nam đang là trục xương sống của cả nước, kết nối hai đô thị lớn và 17 đô thị loại 1 với quy mô dân số 500.000 dân. Ngoài ra, tuyến này sẽ đi qua 23 ga trải dài các tỉnh thành phố từ Bắc vào Nam, bắt đầu từ ga Ngọc Hồi Hà Nội và kết thúc tại ga Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh. Gặp núi xuyên núi, gặp sông bắc cầu qua sông với chiều dài khoảng 1.541 km. Đường đôi khổ 1.435 mm được điện khí hóa và đạt tốc độ 350 km/h. Khi vận chuyển người và hàng hóa, nó sẽ rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn từ 5 đến 6 tiếng, chứ không còn phải ngồi êm mông đợi dài cổ 30 tiếng đồng hồ trên xe khách nữa. Nếu đi vào hoạt động, tuyến đường này còn hứa hẹn sẽ tiết kiệm thời gian đi lại cho hành khách, với giá trị ước tính đạt khoảng 2 tỷ đô la, đồng thời giảm thêm chi phí đi lại cho toàn xã hội khoảng 6,5 tỷ đô la vào năm 2050. Với mức giá vé chỉ bằng khoảng 3/4 so với giá vé máy bay, người dân có thể trải nghiệm phương tiện tiên tiến nhất, không cần phải lo lắng các thủ tục check-in lằng ngoằng. Với việc giảm thời gian di chuyển xuống chỉ còn khoảng 1/5 so với hiện tại, lượng hành khách du lịch trong nước và quốc tế cũng dự kiến sẽ tăng lên đáng kể. Không chỉ sử dụng để chở khách, tàu còn được sử dụng để chở hàng khi cần thiết, kích thích hoạt động mua bán và thương mại trong nước. Vậy quý vị cảm thấy thế nào với việc giá vé đường sắt cao tốc chỉ bằng 3/4 giá vé máy bay? Liệu điều này có đủ để thu hút quý vị và gia đình thân yêu của quý vị sử dụng phương tiện này thường xuyên hơn không? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Nhiều chuyên gia thị trường nghiên cứu rằng, nếu tăng 1% hiệu suất vận tải hàng hóa bằng đường sắt thì có thể giúp GDP quốc gia tăng thêm 0,5% mỗi năm. Đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ đóng vai trò như một huyết mạch quan trọng, kết nối các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh, tạo ra một mạng lưới giao thông mạnh mẽ, giúp Việt Nam dễ dàng hội nhập vào thị trường khu vực và toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở vai trò là phương tiện vận chuyển hiện đại, tuyến đường sắt cao tốc này còn là một đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế vùng, khi thời gian di chuyển giữa các khu vực trọng điểm được rút ngắn đáng kể. Các địa phương có tuyến đường sắt chạy qua dự kiến cũng sẽ thu hút được hàng tỷ đô la vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp như chế biến, chế tạo và logistics. Một ví dụ điển hình là dự án đường sắt cao tốc của Đài Loan. Khi hoàn thành vào năm 2007, nó đã làm tăng 9,3% tổng vốn đầu tư vào các tỉnh dọc tuyến đường sắt này chỉ sau 3 năm. Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một kịch bản tương tự khi tuyến đường sắt Bắc Nam đi vào hoạt động. Đây sẽ là bàn đạp hoàn hảo cho các doanh nghiệp trong và các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics, giúp họ dễ dàng tiếp cận với một thị trường rộng lớn hơn. Điều đặc biệt là tuyến đường sắt này sẽ đóng góp rất lớn vào việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực đô thị và nông thôn. Các vùng nông thôn và các khu vực xa xôi sẽ có cơ hội tốt hơn trong việc tiếp cận các nguồn vốn đầu tư, các công nghệ tiên tiến và thị trường tiêu thụ rộng lớn. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, mỗi đô la đầu tư vào hạ tầng giao thông có thể tạo ra ít nhất 5 đô la giá trị kinh tế dài hạn cho các khu vực phát triển chậm. Đường sắt cao tốc Bắc Nam dự kiến sẽ là lời giải hiệu quả cho bài toán logistics hiện đang rất khó khăn, phụ thuộc nhiều vào giao thông đường bộ và đường biển. Với tốc độ vận chuyển hàng hóa ổn định và nhanh chóng, chi phí logistics có thể giảm từ 10% đến 20%, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Đây cũng là cơ hội để Việt Nam trở thành trung tâm logistics quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam không chỉ tạo ra hàng trăm ngàn việc làm trực tiếp trong quá trình xây dựng, mà còn mở ra nhiều cơ hội về việc làm gián tiếp trong các lĩnh vực liên quan. Theo ước tính của các chuyên gia, chỉ riêng giai đoạn xây dựng có thể tạo ra hơn 150.000 việc làm mới, trong khi giai đoạn vận hành và bảo dưỡng sẽ cần tới khoảng 20.000 nhân sự có tay nghề cao. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để lao động Việt Nam tiếp cận với các công nghệ xây dựng và vận hành tiên tiến từ các quốc gia phát triển như Nhật Bản và Hàn Quốc. Giá trị bất động sản tại các khu vực gần các nhà ga cao tốc dự kiến cũng sẽ tăng vọt khi tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam được đưa vào hoạt động. Theo kinh nghiệm từ các quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc, giá đất xung quanh các nhà ga đường sắt cao tốc có thể tăng từ 30% đến 50% trong vòng 5 năm đầu tiên. Điều này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho các nhà đầu tư, mà còn làm tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững hơn. Hơn nữa, với mục tiêu net zero vào năm 2050, đường sắt cao tốc là giải pháp vận tải thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm thiểu lượng khí thải carbon. Siêu dự án này cũng đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước. Bộ Giao thông Vận tải ước tính việc đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ tạo ra một thị trường xây dựng trị giá khoảng 33,5 tỷ đô la. Điều này khiến nhiều ông lớn đã bày tỏ mong muốn tham gia vào siêu dự án đường sắt cao tốc tốc độ cao này. Đầu tiên là tập đoàn Đèo Cả, một ông lớn trong ngành giao thông được mệnh danh là vua hầm khi trong một thập kỷ vừa qua đã xây dựng hơn 22 km hầm đường bộ, cùng với 275 km đường cao tốc quốc lộ, 6 cây cầu lớn và quản lý 15 trạm thu phí, với tổng mức đầu tư 100.000 tỷ đồng. Hiện nay, Đèo Cả cũng đang tham gia vào công trình giao thông quan trọng khác như một số gói thầu của dự án cao tốc Bắc Nam. Tuy là ông lớn trong ngành giao thông đường bộ, nhưng đường sắt cao tốc lại là lĩnh vực còn khá mới mẻ với tập đoàn này. Do đó, để có thể đảm nhiệm một số dự án của thành phần đường sắt cao tốc Bắc Nam, tập đoàn Đèo Cả chắc chắn phải trau dồi nhiều hơn và có sự giúp đỡ của các bên liên quan. Tiếp theo là tập đoàn Hòa Phát. Tập đoàn này bày tỏ mong muốn tham gia đấu thầu cung cấp thép cho dự án và khẳng định rằng tập đoàn có đủ năng lực để thực hiện điều này. Dựa trên sự tin tưởng, tự tin trong giai đoạn 2 của khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, Hòa Phát sẽ có khả năng sản xuất thép đặc biệt chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn làm đường ray cho dự án đường sắt. Tổng công ty đường sắt Việt Nam cũng không bỏ lỡ cơ hội khi đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương thành lập liên doanh phát triển công nghiệp đường sắt với các đối tác nước ngoài, trong đó Tổng công ty đường sắt Việt Nam giữ tỷ lệ vốn góp chi phối. Bên cạnh các đối tác quốc tế, Tổng công ty đường sắt Việt Nam cũng mở cửa mời các đơn vị cơ khí chế tạo trong nước tham gia vào liên doanh đặc biệt này. Chính phủ cũng đã mở rộng cánh cửa chào đón và tạo động lực để các doanh nghiệp tư nhân trong nước có tiềm lực tham gia vào siêu đại dự án này. Động thái này khuyến khích các doanh nghiệp trong nước vốn đã ấp ủ ý định và quyết tâm tìm hiểu về công nghệ, quy trình, gửi người đi đào tạo, tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước cùng chí hướng để đầu tư. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng ta hoàn toàn có thể mơ về một ngày không xa khi có thể băng qua giải đất hình chữ S chỉ trong khoảng 6 tiếng trên những phương tiện hiện đại bậc nhất. Khi đó, chúng ta sẽ không còn phải ngưỡng mộ hay ghen tị với những hệ thống giao thông tốc độ cao của Hàn Quốc hay Nhật Bản nữa. Quý vị thân mến, chúng ta đang chứng kiến một loại khoáng chất đặc biệt có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh. Nó có một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra thép Wolfram và làm cứng đạn chì. Đây cũng là hai trong số những ứng dụng quan trọng nhất của nó, khiến Mỹ giành chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Vâng, thứ mà chúng ta đang nhắc đến chính là antimon. Ngày nay, antimon được cung ứng rộng rãi hơn nhiều, đặc biệt là trong quân sự. Việt Nam hiện đang nắm giữ kho báu antimon với giá trị cao, có khả năng định hình chuỗi cung ứng trong khu vực và thế giới. Trong bối cảnh hiện tại, khi tình hình chính trị toàn cầu đang ngày càng trở nên căng thẳng, mỗi động thái của các cường quốc lớn đều trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Những xung đột về lợi ích kinh tế và chính trị đã đẩy các cường quốc vào cuộc đối đầu không khoan nhượng, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc, khi cả hai liên tục sử dụng các biện pháp cấm vận để kiềm chế và trả đũa lẫn nhau. Sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu chip sang Trung Quốc vào năm 2022, Trung Quốc đã đáp trả mạnh mẽ bằng cách ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu đối với gallium germanium,
đồng thời cấm xuất khẩu công nghệ sản xuất nam châm đất hiếm cũng như công nghệ khai thác và tách các vật liệu quan trọng này vào năm 2023. Và gần đây nhất, vào ngày 15 tháng 8 năm 2024, Reuters đưa tin Trung Quốc đã tiếp tục leo thang bằng cách áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với antimon và các nguyên tố liên quan với lý do bảo đảm an ninh quốc gia và tuân thủ nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Động thái này được xem như bước đi tiếp theo trong chuỗi các biện pháp trả đũa lệnh cấm chip của Mỹ mà Trung Quốc đã thực hiện vào năm 2023. Vậy tại sao lệnh cấm vận này lại được coi là nhắm vào Mỹ? Trung Quốc có thực sự đạt được lợi ích từ các biện pháp này hay không? Và liệu rằng Việt Nam có tận dụng cơ hội này để khẳng định vai trò của mình như một đối tác cung cấp antimon tiềm năng thay thế Trung Quốc hay không? Nếu quý vị khán giả có chùm thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé! Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đón xem. Trước hết, chúng ta cần hiểu antimon là gì. Antimon là một á kim với dạng hình thù ổn định nhất là dạng á kim màu trắng lam kiểu dạng tinh thể mặt thoi, được áp dụng rộng rãi trong ngành mỹ phẩm, y học, công nghệ, từ ứng dụng dân sự làm chất chống cháy, pin axit chì và nhựa, đến gốm sứ, đồ điện tử tiêu dùng và quần áo an toàn. Antimon còn có một loạt các ứng dụng quân sự như tên lửa hồng ngoại, đạn xuyên giáp, đạn phát sáng, đến kính nhìn ban đêm, kính ngắm laser, thiết bị liên lạc và thậm chí cả các thành phần trong vũ khí hạt nhân. Từ những ứng dụng đó, có thể thấy antimon là một nguyên tố đất hiếm quan trọng trong ngành công nghiệp cũng như quốc phòng. Vậy tại sao lại nói lệnh cấm vận antimon này của Trung Quốc là nhắm vào Mỹ? Như tin đã đưa vào ngày 15 tháng 8 của Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố lệnh hạn chế xuất khẩu antimon và các nguyên tố liên quan với lý do bảo vệ an ninh quốc gia và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2024 và các công ty muốn xuất khẩu các vật liệu này sẽ phải xin giấy phép. Mặc dù Trung Quốc khẳng định rằng biện pháp này không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào hay khu vực cụ thể nào, nhưng với việc Trung Quốc chiếm gần một nửa sản lượng antimon toàn cầu và Mỹ là nước mua hàng đầu, rõ ràng Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Sau khi đóng cửa mỏ antimon cuối cùng vào năm 2001, Mỹ đã hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu loại khoáng sản này. Trước tình hình cạnh tranh kinh tế toàn cầu ngày càng gay gắt và sự phi công nghiệp hóa kéo dài, Mỹ và các đồng minh đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn thay thế. Bộ Quốc phòng Mỹ đã ủng hộ việc mở lại một mỏ antimon ở Idaho vào năm 2023. Với sự tài trợ là 1,8 tỷ đô la từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ, những căng thẳng và xung đột toàn cầu từ Ukraine đến châu Phi đều ít nhiều liên quan đến các cuộc cạnh tranh quyền lực lớn để giành quyền kiểm soát tài nguyên chiến lược. Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ đã xem antimon vào danh sách các khoáng sản quan trọng đối với an ninh quốc gia, tương tự như đất hiếm, coban và urani. Truyền thông Mỹ cũng gọi antimon là khoáng chất quan trọng nhất mà nhiều người chưa từng nghe đến. Họ đã cảnh báo rằng Trung Quốc có thể một mình khiến máy bay quân sự của Mỹ phải nằm im, xe tăng của Mỹ cũng không thể hoạt động. Và tên lửa đối đất tiên tiến nhất của nước này bất động khi Trung Quốc dừng xuất khẩu đất hiếm. Nghiêm trọng hơn, vấn đề này xuất hiện trong khi Mỹ chưa sẵn sàng thay thế sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc bằng nguồn trong nước hoặc từ các quốc gia khác. Như vậy có thể thấy, việc cho rằng lệnh cấm vận antimon này của Trung Quốc là nhắm vào Mỹ là hoàn toàn có cơ sở. Vậy Trung Quốc được hưởng lợi gì từ các biện pháp này? Năm ngoái, Trung Quốc chiếm 48% sản lượng antimon toàn cầu và việc nước này áp đặt hạn chế xuất khẩu antimon hiện nay là một động thái chiến lược phức tạp với tác động sâu rộng. Trước hết, nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả. Khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu, nguồn cung toàn cầu giảm khiến giá antimon tăng cao. Ngay sau khi quyết định của Bắc Kinh, giá antimon đã đạt kỷ lục mới theo báo cáo của Reuters do sự khan hiếm nguồn cung. Điều này không chỉ giúp Trung Quốc kiểm soát thị trường và thu về lợi nhuận cao hơn từ xuất khẩu, mà còn bảo vệ ngành chế biến trong nước khỏi sự cạnh tranh của quốc tế. Hạn chế xuất khẩu cũng thúc đẩy sự phát triển công nghiệp chế biến trong nước, tạo ra việc làm và nâng cao giá trị kinh tế. Điều này mở ra cơ hội đầu tư cho các công ty, viện nghiên cứu vào việc phát triển công nghệ chế biến và ứng dụng antimon, có thể dẫn đến những đột phá công nghệ mới, gia tăng giá trị của kim loại này và tối ưu hóa việc sử dụng antimon. Về mặt chính trị, việc Trung Quốc kiểm soát nguồn cung antimon có thể trở thành một công cụ chiến lược quan trọng trong các cuộc đàm phán thương mại và chính trị toàn cầu. Với quyền lực kiểm soát này, Trung Quốc có thể tạo ra sức ép đáng kể trong các cuộc thương thảo,
qua đó đạt được các mục tiêu chính trị và kinh tế trong các thỏa thuận quốc tế. Điều này không chỉ nâng cao vai trò của Bắc Kinh trên trường quốc tế mà còn gia tăng ảnh hưởng của họ trong các vấn đề toàn cầu và khu vực. Một yếu tố cực kỳ quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua là việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu antimon có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ tới lĩnh vực sản xuất vũ khí và vấn đề hạt nhân. Ở thời điểm nhạy cảm này, khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên ngành chip và công nghệ của Trung Quốc, Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách làm gia tăng khó khăn trong việc sản xuất vũ khí thông qua việc hạn chế xuất khẩu antimon, một khoáng sản thiết yếu cho chế tạo thiết bị quân sự. Là một nhà sản xuất hàng đầu toàn cầu, Trung Quốc đã thắt chặt nguồn cung cấp antimon trong bối cảnh các lệnh cấm công nghệ từ Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn, ngày càng gia tăng. Dưới chính quyền Tổng thống Biden, antimon đóng vai trò quan trọng trong sản xuất hợp kim, thiết bị quân sự, chất nổ và vật liệu bảo vệ trong các cơ sở hạt nhân. Việc hạn chế xuất khẩu antimon có thể làm giảm nguồn cung cấp của các nhà sản xuất vũ khí toàn cầu, gây ra khó khăn trong sản xuất và bảo trì các thiết bị quân sự, đồng thời đẩy chi phí sản xuất lên cao và làm chậm tiến độ chế tạo vũ khí. Trên mặt trận chiến lược quân sự, Trung Quốc có thể sử dụng việc kiểm soát antimon như một công cụ chiến lược để gia tăng ảnh hưởng và gây áp lực lên các quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ, quốc gia phụ thuộc lớn vào antimon cho ngành công nghiệp vũ khí. Hành động này không chỉ nhằm phản ứng với các biện pháp hạn chế công nghệ của Washington mà còn để khẳng định khả năng của Trung Quốc trong việc phát triển công nghệ quân sự có thể trở thành vũ khí chiến lược. Ngoài ra, việc hạn chế xuất khẩu antimon còn có thể liên quan đến nhu cầu nội địa của Trung Quốc khi nước này chuẩn bị cho những tình huống xung đột tiềm tàng, trong đó kiểm soát nguồn antimon là một phần trong chiến lược chuẩn bị cho chiến tranh. Nếu xung đột xảy ra, Hoa Kỳ và các đồng minh có thể đối mặt với những khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung vũ khí, gây ra sự chậm trễ và thiếu hụt trong khả năng quân sự. Ngoài Mỹ, còn nhiều quốc gia khác có thể bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này, đặc biệt là những quốc gia phụ thuộc vào antimon trong sản xuất quốc phòng và công nghệ hạt nhân. Như chúng ta đã biết, các quốc gia EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ đều là những đối thủ chiến lược không thể hòa hợp với Trung Quốc. Việc Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu antimon chính là một đòn tấn công mạnh mẽ vào những nước này, vốn đang phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc. Đáng chú ý là, dù Trung Quốc là nhà cung cấp antimon tinh chế lớn nhất thế giới, nhưng nước này lại phụ thuộc vào việc nhập khẩu quặng từ các quốc gia như Thái Lan, Myanmar, Pakistan và Nga. Nếu Hoa Kỳ và các đối thủ của Trung Quốc hình thành một liên minh đối phó, việc hợp tác với các quốc gia xuất khẩu lớn như Thái Lan, Myanmar, Pakistan và Nga có thể tạo ra một thế cân bằng mới trong cuộc cạnh tranh địa chính trị. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự thỏa hiệp, đặc biệt với Nga, một điều mà chính quyền hiện tại của Mỹ có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, nếu có sự thay đổi lãnh đạo tại Mỹ và chiến lược mục tiêu được điều chỉnh, khả năng này có thể được xem xét. Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump từng bày tỏ mong muốn hợp tác với Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, một chiến lược mà một số người coi là thực dụng. Dù vậy, Trump có lý do khi tìm cách đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán vì tổn thất kinh tế từ việc đối đầu với hai cường quốc sẽ rất lớn. Ông Trump sẽ không mạo hiểm hy sinh toàn bộ lợi ích chỉ vì một chương trình nghị sự thù địch. Vậy liệu Trung Quốc có thể sử dụng antimon như một đòn bẩy chiến lược để vượt qua phương Tây trong cuộc đua công nghệ không? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. Vâng, trong bối cảnh này thì Việt Nam chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để nâng cao vai trò của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là khi các quốc gia đối thủ của Trung Quốc tìm kiếm nguồn thay thế. Vậy điều này dẫn đến cơ hội và thách thức nào cho Việt Nam chúng ta? Chúng ta đã biết rằng Trung Quốc và Bolivia là hai nước dẫn đầu trong việc xuất khẩu antimon tinh chế, trong khi Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp quặng antimon thô với các mỏ antimon lớn như ở Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai và Bắc Cạn. Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển ngành công nghiệp này. Hiện nay, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu antimon dưới dạng quặng thô, nhưng với việc Trung Quốc thắt chặt xuất khẩu và nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm tinh chế, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội để chuyển mình, phát triển ngành chế biến antimon và nâng cao giá trị gia tăng. Việt Nam đang đầu tư vào công nghệ tiên tiến, nâng cao kỹ thuật và xây dựng các cơ sở hạ tầng hiện đại. Các doanh nghiệp Việt Nam đang tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế, thu hút đầu tư từ các công ty quốc tế để tìm kiếm nguồn cung ổn định và đa dạng hơn. Điều này có thể giúp Việt Nam trở thành một nguồn cung cấp antimon quan trọng và ổn định, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và củng cố sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, để đạt được điều này, Việt Nam cần xây dựng một chiến lược phát triển mạnh mẽ cho ngành khai thác và chế biến antimon, đồng thời giải quyết các thách thức về môi trường và công nghệ.
Vậy thì ai có thể giúp Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ khai thác và chế biến antimon? Việt Nam có thể hợp tác với các công ty quốc tế như Rio Tinto, Barrick và Glencore để nâng cao công nghệ khai thác và chế biến antimon. Đồng thời, sự hỗ trợ từ các viện nghiên cứu IMR ở Australia, các đối tác khu vực như Thái Lan và các công ty tư vấn kỹ thuật SRK Consulting sẽ giúp Việt Nam tối ưu hóa quy trình sản xuất. Ngoài ra, các tổ chức tài chính như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Âu có thể cung cấp tài chính, hỗ trợ kỹ thuật giúp cho Việt Nam tăng cường giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Khi xét đến cán cân quyền lực địa chính trị, Việt Nam có vai trò quan trọng với Mỹ. Các công ty khai thác và chế biến khoáng sản của Mỹ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ tinh chế antimon cho Việt Nam. Các tập đoàn hàng đầu của Mỹ có thể cung cấp công nghệ và thiết bị tiên tiến cần thiết cho quá trình chế biến antimon. Bên cạnh đó, các viện nghiên cứu và đại học danh tiếng của Mỹ như MIT và Stanford có thể thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan nghiên cứu tại Việt Nam để cùng phát triển và hoàn thiện công nghệ chế biến antimon. Các công ty tư vấn kỹ thuật nổi tiếng của Mỹ, chẳng hạn như SRK và Goldley, có thể cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu về thiết kế và tối ưu hóa quy trình chế biến antimon. Thêm vào đó, các tổ chức giáo dục và đào tạo của Mỹ có thể cung cấp chương trình đào tạo chuyên sâu cho kỹ sư và công nhân Việt Nam nhằm nâng cao kỹ năng và kỹ thuật chế biến antimon tiên tiến. Việc hợp tác giữa các quỹ đầu tư, ngân hàng phát triển của Mỹ với Việt Nam trong lĩnh vực chế biến antimon không chỉ giúp Việt Nam nâng cao công nghệ, mà còn mở ra nhiều cơ hội thương mại và đầu tư, góp phần củng cố quan hệ kinh tế và địa chính trị giữa hai nước. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu ngày càng gay gắt. Đối với Mỹ, việc tăng cường quan hệ với Việt Nam mang lại nhiều lợi ích chiến lược quan trọng. Thứ nhất, việc hợp tác với Việt Nam giúp Mỹ gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á, một khu vực chiến lược trong cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ tại Đông Nam Á thông qua quan hệ với Việt Nam có thể cân bằng quyền lực với Trung Quốc, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông và an ninh khu vực. Còn về mặt kinh tế, Việt Nam đang trở thành một thị trường phát triển nhanh chóng với dân số đông đảo và tiềm năng kinh tế to lớn. Đối với Mỹ, đây cũng là một cơ hội mở rộng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang Việt Nam, đồng thời hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Thêm vào đó, việc hợp tác với Việt Nam giúp Mỹ đa dạng hóa chuỗi cung ứng và các nguồn đầu vào, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp như công nghệ sản xuất và chế biến khoáng sản. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tăng cường tính linh hoạt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, hợp tác với Mỹ cũng mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho Việt Nam. Chúng ta một mặt, hợp tác này có thể mở ra các kênh xuất khẩu mới và thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp then chốt như công nghệ sản xuất và chế biến khoáng sản, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người dân Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam có thể tiếp cận với công nghệ tiên tiến và kiến thức kỹ thuật từ Mỹ, giúp nâng cao năng lực sản xuất và chế biến trong các lĩnh vực quan trọng. Mặt khác, Việt Nam cần cân nhắc các rủi ro tiềm ẩn từ việc phụ thuộc quá mức vào một đối tác như Mỹ. Sự thay đổi trong chính sách của Mỹ theo từng nhiệm kỳ tổng thống có thể gây ra sự bất ổn trong quan hệ đối tác. Thêm vào đó, sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng với các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc, gây ra những thách thức và rủi ro trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là trong các lĩnh vực như nông sản, hàng tiêu dùng và công nghiệp nhẹ. Hợp tác với Trung Quốc mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội về đầu tư, từ nguồn vốn cho các dự án hạ tầng sản xuất đến việc tiếp cận công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật trong nhiều ngành công nghiệp. Trung Quốc cũng có kinh nghiệm và năng lực đáng kể trong việc xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Điều này rất hữu ích cho Việt Nam trong việc phát triển hệ thống giao thông, năng lượng và hạ tầng đô thị. Vậy theo quý vị, đâu là bước đi chiến lược để Việt Nam tận dụng lợi thế từ các mỏ antimon và phát triển ngành công nghiệp chế biến trong nước? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Tuy nhiên, về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không thiếu những thách thức, đặc biệt là trong các tranh chấp Biển Đông có thể làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai quốc gia. Việc phụ thuộc quá mức vào thương mại và đầu tư từ Trung Quốc có thể làm giảm khả năng tự chủ về kinh tế của Việt Nam và tạo những rủi ro tiềm ẩn. Các dự án đầu tư từ Trung Quốc đôi khi dẫn đến những vấn đề về môi trường hoặc các vấn đề xã hội liên quan đến việc sử dụng lao động nước ngoài và thiếu minh bạch. Thêm vào đó, công nghệ và sản phẩm từ Trung Quốc có thể không hoàn toàn phù hợp với nhu cầu phát triển dài hạn của Việt Nam và có thể gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp nội địa. Đặc biệt, các dự án hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng có thể tiềm ẩn rủi ro về an ninh và chủ quyền nếu không được giám sát chặt chẽ. Những rủi ro này làm cho việc hợp tác với Trung Quốc trở nên phức tạp, đòi hỏi Việt Nam phải thận trọng và đảm bảo rằng các thỏa thuận đều có lợi
và không gây hại cho lợi ích quốc gia. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu ngày càng gay gắt, việc Việt Nam theo đuổi một chiến lược cân bằng là rất cần thiết. Việt Nam không thể hoàn toàn dựa vào Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ mà chúng ta vẫn duy trì hợp tác với cả hai và luôn bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh khu vực. Chính sách này đã giúp Việt Nam giữ vững độc lập tự chủ trong quan hệ quốc tế, không rơi vào tình thế bị áp đặt hoặc mất quyền kiểm soát. Hiện nay, nhu cầu về các nguồn tài nguyên như đất hiếm, đặc biệt là antimon đang gia tăng do các cuộc xung đột và căng thẳng địa chính trị. Điều này đã tạo ra cơ hội cho Việt Nam về phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến antimon, một lĩnh vực mà hiện tại Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng quặng thổ. Với việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu antimon và nhu cầu ngày càng cao từ các sản phẩm tinh chế, Việt Nam đang có cơ hội đầu tư vào công nghệ chế biến, nâng cao giá trị gia tăng và tăng cường lợi ích kinh tế từ ngành công nghiệp này. Việt Nam cần đầu tư vào công nghệ chế biến và nâng cao kỹ thuật, xây dựng các cơ sở hạ tầng phù hợp để đáp ứng nhu cầu toàn cầu và đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Việc chuyển từ xuất khẩu antimon thô sang tinh chế không chỉ giúp Việt Nam gia tăng giá trị xuất khẩu mà còn đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế bền vững. Tóm lại, chiến lược cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là lựa chọn hợp lý cho Việt Nam trong bối cảnh hiện tại. Mặc dù cả hai mối quan hệ này đều có lợi ích và thách thức, việc duy trì và hợp tác với cả hai cường quốc sẽ giúp Việt Nam không bị lệ thuộc vào bất kỳ bên nào, đồng thời đảm bảo được an ninh quốc gia và lợi ích kinh tế lâu dài. Sự cân bằng này là chìa khóa vàng để Việt Nam bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững trong một thế giới đầy biến động. Quý vị thân mến, vừa rồi là những phân tích của kênh. Nếu quý vị đồng ý với những phân tích trên của kênh, quý vị hãy để lại bình luận một dấu chấm sành điệu xuống bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Thay mặt đội ngũ kênh Thầy Thắng Công Chức, từ tận đáy lòng, ban biên tập chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi chúng tôi mỗi ngày nhé. Bây giờ mời quý vị xem thêm những video hay nhất của kênh Thầy Thắng Công Chức đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video lần sau.